Tại sao gia đình mình lại ra nông nổi như vậy chứ? Phải dùng khổ dục kế thì những kẻ trắc tâm ám hại mới lộ diện được. Bây giờ anh phải tới công an để xác nhận lại. Hay là để em đi cùng với anh? Không cần đâu, anh đi một mình được mà. Chắc là ổn không vậy? Sẽ ổn mà, em yên tâm đi. Chú Sáu đưa Thanh Vân về công ty nha. Dạ. Tôi tới đồn công an lo công việc xong rồi tôi sẽ trở về sau. Dạ được. Mẹ à, con đã về rồi đây. Mẹ à, chưa ai nói cho mẹ biết sao? Con là Đăng Duy, con không chết. Con đã thoát chết để trở về bên mẹ đây. Sao mẹ lại sợ hãi tới như vậy? Con không phải là hồn ma. Con đang nắm tay của mẹ đây. Con rất đau lòng khi nhìn thấy mẹ trong tình cảnh này. Có rất nhiều điều mà con muốn biết. Con muốn nghe từ chính miệng mẹ nói ra. Thực ra mẹ là ai? Mẹ bước chân vô nhà con là do số phận đẩy đưa, hay là chính mẹ đã lên kế hoạch? Cái chết của mẹ con, của ba con, của Khánh Băng và cả dì Tư nữa, rồi cả tai nạn lần này của con nữa, có bàn tay vàng xíu của mẹ không? Mẹ hãy nói cho con biết đi. Mẹ hãy nói là con nghĩ bậy bạ đi. Mẹ vô tội. Mẹ một lòng một dạ thương yêu anh em của con. Mẹ nói cho con biết đi. Mẹ hãy mau nói cho con biết đi mẹ. Mình phải làm sao đây? Đăng Duy còn sống thì Khiêm nó sẽ gặp nguy hiểm. Mình phải làm sao đây? Rết, rết là màu đỏ, không biết có đọc đúng không nữa. À, mình thích cái bông, mà cái bông đọc là cái gì? Nè, nghỉ uống miếng nước đi con. Dạ, con cảm ơn bác.
How are you? Ừ. Ừ. Là con hỏi bác khỏe không á? Bác khỏe, bác khỏe. I'm fine, thank you. And you? I'm fine. Thank you. And you? And you? Đúng rồi, giỏi quá. My brother, come home. Có nghĩa là anh hai con về rồi đó. Oh. Vậy là ha, con được về nhà của con rồi bác. Về với anh hai chị hai. Con vui dữ lắm. Con còn có mẹ nữa đó. Là mẹ đó. Con vui dữ lắm. Con sẽ ráng học thiệt giỏi để cho anh hai chị hai khen con nhiều hơn nữa. Con gọi bác là mẹ hả? Dạ. Con giỏi lắm. Mẹ ơi, mẹ cho con kêu mẹ là mẹ được không? Con thích kêu là mẹ hơn. Con không có thích kêu bằng bác đâu. Mẹ cũng thích nữa. Sóng gió đã qua hết chưa? Tại sao lòng mình vẫn cứ thấy bất an? Vẫn cảm thấy có điều gì đó không bình thường ở quanh đây. Để đó cho tôi. Tôi nghe điện thoại, tôi làm gì dữ vậy? Alo, tôi nghe đây. Giám sát công trình vắng mặt không lý do, cũng không liên lạc được. Cứ tiếp tục liên lạc với anh ta. Khi nào liên lạc được, báo ngay cho tôi biết. Lẽ nào em vì cái vị trí đó mà phản bội anh sao? Không đúng. Em hoàn toàn không biết sẽ có gì chút. Không biết anh chỉ định em ngồi vào vị trí đó. Em hoàn toàn không biết mà. Trời đất ơi, anh quậy cái gì máy tính của tôi vậy nè? Anh nhìn gì vậy? Nhìn gì đâu. Tôi nhìn cô làm việc thấy chán quá. Tôi ra ngoài đi dạo đi. Ngồi ở đây không biết làm gì hết. 哎呀